Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi live stream của Nhà sách Trí Tuệ. Và ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, một ngày rất là đặc biệt để chúng tôi có thể live stream với các bạn. Ngày nay rất nhiều phần quà tặng sẽ được gửi tới khán giả xem live stream ngày hôm nay. Có rất nhiều quà tặng đã được có kế hoạch trước và có rất nhiều quà tặng bất ngờ khác sẽ được live stream được trao ngay trong cái live stream ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Và chúng ta hãy nhanh chân ạ. Nhanh tay thì đến với nhà sách cũng như là có thể theo dõi qua cái live stream trực tiếp của chúng tôi. Và các bạn có thể gì ạ? Share những người share đầu tiên cái live stream này, những người share đầu 5 người share đầu tiên cái live stream này sẽ có ngay cái phần quà rất là giá trị của nhà sách. Và 3 người share nhiều nhất trong chương trình live stream ngày hôm nay cũng sẽ nhận được quà. Tiếp nữa là gì ạ? Những cái comment hay nhất thì chúng tôi sẽ tổ chức ngay cái game. Hôm nay chúng tôi sẽ có tổ chức mini game, để chúng ta có thể thi ngay ở trên live stream của chúng ta để có thể công bố ngay cái giải. Đây là một cái phần mềm mới chúng tôi mới tích hợp vào trong cái hệ thống công nghệ của nhà sách để có thể giúp chúng ta là làm cho cái việc chơi mini game nó thuận lợi hơn rất nhiều và chúng ta có thể theo dõi ngay trên nhà sách. Xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn nghe rõ thì vui lòng comment xuất xuống chúng tôi là rõ để chúng tôi được biết là âm thanh đã được truyền tải đầy đủ đến các bạn. Nếu nghe rõ hoặc nhìn rõ hoặc là hình ảnh là sắc nét thì giúp chúng tôi ạ, vì giúp chúng tôi được biết là cái việc của chúng tôi đang live stream nó rất đảm bảo. Vui lòng giúp chúng tôi cái việc rất quan trọng này. Nhà sách Trí Tuệ xin được cảm ơn và biết ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình live stream công bố kết quả cuộc thi khoe hình con xinh xinh ngay quả đỉnh. Đây là một cái chương trình đặc biệt của nhà sách hỗ trợ các bạn và mong muốn là có tri ân tất cả các cái bạn và các cái khách quý của chúng ta nhà sách ngày hôm nay. Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi từ ngày 1 tháng 6 và ngày hôm nay là qua 10 ngày từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 10 thì 24 giờ ngày 10 thì là đóng lại chương trình. Và ngày đêm hôm qua cho đến hết buổi chiều nay thì cái team làm việc của nhà sách rất là nỗ lực cộng với các cái chuyên gia về Facebook có làm việc với chúng tôi để lựa chọn được những cái người đạt giải, những cái tấm hình được bình chọn nhiều nhất cũng như được cái giải nhiều nhất. Thì thưa với quý vị và các bạn là chúng tôi trong cái quá trình mà làm mình rất là biết ơn tất cả các quý vị khách hàng đã dành cho chúng tôi rất nhiều những cái tình cảm. Và các bạn có thể giúp vui lòng comment xuống giúp chúng tôi để chúng tôi được biết được những cái vấn đề các anh các chị các bạn quan tâm. Thưa với các bạn là tất cả những cái nỗ lực của các bạn thì trong thời gian vừa qua thì nhà sách rất là ghi nhận cái việc này. Chúng tôi có cái thống kê lại là chúng ta có khoảng hơn 2.000 lượt like cho bài viết với khoảng hơn 8.000 bình luận và khoảng 400 lượt chia sẻ. Thì đây là cái điều rất là quý đối với nhà sách cũng như là cái chương trình của chúng tôi được lan tỏa, giúp được nhiều khách hàng biết đến chương trình. Thưa quý vị là chúng ta có tới gần 500 người gần 500 bức ảnh dự thi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố những cái giải. Chúng ta biết rồi, chúng ta có một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích. Thì chúng ta biết là tất cả những cái giải này đều có một cái vé thần kỳ. Thì ngày hôm nay thì Dũng xin được chia sẻ lại cái về cái vé thần kỳ để chúng ta có thể biết đây là gì ạ. Vé thần kỳ là vé vui chơi để vào nhà sách, vui chơi Go Kids ở tại nhà sách Trí Tuệ. Và chúng ta vào cửa là không mất tiền. Chúng ta có thể là ví dụ như là trong cái thời gian này chúng ta có thể vào rất nhiều lần. Trong thời gian hạn của cái vé thần kỳ, các bạn có thể đến chơi không giới hạn số lần, không giới hạn thời gian. Các bạn có thể đến chơi một ngày nhiều lần cũng được. Đến chơi xong về xong lại chiều đến chơi, tối lại về chiều xong về tối lại đến chơi. Thì tất cả những cái việc này là những cái việc mà chúng tôi rất là muốn tạo ra một cái giá trị lớn nhất cho khách hàng. Cho nên là có ban hành một cái chương trình là vé thần kỳ. Rất là cảm ơn các bạn. Vâng, các bạn tiếp tục like share đi ạ. Các bạn tiếp tục like share. Thưa với các bạn là hiện nay thì chúng ta sẽ có những giải cho những người share đầu tiên. Và có 5 người share đầu tiên sẽ có giải. Và có thứ hai là những ai comment hay cũng có thể đạt giải. Quá trình chúng tôi, trong quá trình live stream này, chúng tôi tổ chức mini game. Thì ngay trên mini game các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ giơ cái màn hình điện thoại của tôi ra để các bạn thấy là có cái mini game. Tức là ở đây cũng có quà luôn cho cái mini game đó. Chúng tôi sẽ quay ô trúng thưởng may mắn cho những người có comment. Và bất kỳ, đấy là hình thức là gọi là ngẫu nhiên. Nữa là chúng tôi có live stream có cái giải cho cái người share nhiều nhất, 3 người share nhiều nhất thì có giải, cũng như có thêm một cái giải phụ mini game ngay trong chương trình ạ. Thì là chúng ta thấy là sẽ có cái
người mà ngẫu nhiên like vào người share. Vâng, các bạn vui lòng chia sẻ tiếp đi ạ. Chúng tôi nhận được rất nhiều những cái phản hồi tình cảm tích cực của các bạn rồi, nhưng mà vui lòng chia sẻ nhiều hơn nữa, vui lòng chia sẻ nhiều hơn nữa để chúng ta có thể để có được rất nhiều người biết đến cái chương trình tuyệt vời của nhà sách ngày hôm nay. Thưa với các bạn, chúng tôi bảo anh Hùng vui lòng cho cái comment hiển thị lên ạ, để tôi có thể tương tác với khách hàng nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn các bạn. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay đấy thì quá trình theo dõi cái dự thi thì chúng tôi nhận được rất nhiều cái phản hồi của khách hàng. Thưa với các bạn là team hỗ trợ của chúng tôi là làm việc thường xuyên tiếp nhận những cái ý kiến của khách hàng để có thể là gì ạ, để có thể phản hồi ngay những cái thắc mắc, những cái quan tâm của quý vị, cũng như là những cái phản ánh của trong những cái trường hợp mà có những khách hàng có tham gia nhưng mà sử dụng những cái việc mà hack like, thì chúng tôi cũng đã làm việc các chuyên gia Facebook để làm việc này. Thì ngày hôm nay là sau khi ban tổ chức cũng như là cái team kỹ thuật chúng tôi làm việc liên tục cỡ khoảng, nếu mà tính thời gian làm việc liên tục khoảng 16 tiếng đồng hồ, thì đã lọc được ra cái gì, lọc được ra cái những cái người mà có cái việc mà chúng ta vi phạm quy chế, tức là hack like. Thì chúng tôi vui không công bố ở đây, tuy nhiên thì cái bài đấy sẽ không có giải thưởng. Và ngày hôm nay thì có những cái giải thưởng người đã trúng giải là được rất là xứng đáng. Thưa các bạn vui lòng tiếp theo chia sẻ đi ạ. Vâng, tôi xin đọc một số comment rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, có người thì là mong, và bạn Kiều Linh ạ, là mong là sẽ may mắn. Đấy, xin bạn chào bạn Kiều Linh nhá. Chúng ta vui lòng tương tác nhiều hơn nữa, thì trong nữa tất cả những cái comment này có thể các bạn có thể comment nhiều lần không sao cả. Và chúng tôi sẽ có một cái phần mềm để tổ chức một cái mini day game là quay vòng quay may mắn rất là ngẫu nhiên, có thể là bất kỳ ở một cái comment nào ở đây, nên là các bạn mà comment càng nhiều thì có thể có cái cơ hội trúng quà là rất là nhiều. Thì vui lòng và tôi xin là có những cái comment tiếp theo ạ. Vâng, đây rất nhiều người đã tag tên của nhau. Bạn Bích Hồng thì tag là Hoàng Anh này, Nguyễn Hoàng Anh đúng không ạ? Rồi xin đấy, xin chào Kiều Linh đúng không? Chúng ta cái comment đây này, như bạn Kiều Linh vừa là mong là sẽ may mắn này, bây giờ bạn Kiều Linh này có một cái comment thứ hai là vâng ạ, thì chúng ta cứ comment thật nhiều đi ạ. Tôi rất muốn nhìn nó nhiều hơn nữa. Các bạn vui lòng comment xuống, comment bất kỳ điều gì, hoặc cái comment một cái caption là rất là hay, một cái cap hay cũng được, thì các bạn có thể có một ngay một cái giải gì ạ? Cái giải bất ngờ đấy, đó là cái giải mà có cái việc là có cái comment hay nhất. Vâng, xin chào Tiệp Lê ạ. Xin chào anh em, tôi xin được tương tác với các bạn nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ tương tác, chương trình ngày nay rất là tuyệt vời, tôi muốn có đông khán giả nữa, thì vui lòng ạ, chúng ta có comment này, vui lòng share nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa giúp nhà sách ạ. Và các bạn vẫn nhớ rằng là nhà sách luôn luôn có phần quà cho những người chia sẻ nhiều nhất, bởi vì chúng tôi biết ơn những người chia sẻ chương trình tuyệt vời này cho những khách hàng của chúng tôi được biết. Do vậy thì chúng tôi sẽ có cái quà. Và tôi xin được vâng, hóng trao giải thưa anh ơi. Thưa với các bạn là cái lúc mà chúng ta trao giải, lúc hồi hộp nhất, chúng ta phải có một chút bí mật hé lộ dần. Chúng tôi sẽ công bố 12 cái giải khuyến khích trước, và sau đó để đến 3 cái giải 3, 2 cái giải nhì, và cuối cùng mới là đến cái giải đặc biệt, cái giải nhất. Thì thưa với các bạn là chúng ta biết rằng là cái người đạt giải nhất ngày hôm nay thì sẽ được 2 triệu đồng cộng là tiền mặt nhé, chúng tôi trao luôn tiền mặt 2 triệu đồng và 3 triệu là vé thần kỳ 12 tháng, tức là các bạn, con của các bạn có thể đến nhà sách chơi trong vòng 12 tháng mà không mất tiền vé vui chơi. Có tuyệt vời không ạ? Nếu mà có tuyệt vời thì các bạn vui lòng comment xuống giúp tôi cái từ tuyệt vời nữa ạ. Vâng, xin cảm ơn Công Trần. Đấy, có rất nhiều các bạn, hay quá, có nhiều bạn. Tôi rất cảm ơn bạn Phạm Nhường rất là nhiều ạ. Bạn Phạm Nhường rất là dành tình cảm yêu ái nhà sách bằng cách rất nhiều những tên bạn bè ở đây, thì đây là một cái tình cảm rất tuyệt vời của Phạm Nhường cho nhà sách. Và đây cũng là một cái bài một cái comment khác nữa của Phạm Nhường: chúc nhà sách luôn là điểm đến thân thuộc của bà con Lai Châu. Cảm ơn Phạm Nhường rất nhiều nha. Tôi tin tưởng rằng là bạn cũng là một cái người khách rất là tuyệt vời đối với nhà sách. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể gì ạ, có thể nâng cao cái chất lượng sản phẩm dịch vụ để có thể phục vụ các bạn nhiều hơn nữa. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có thêm, ngoài những cái giải thì thưa với các bạn là ngoài những cái giải chính đã công bố trên từ đầu chương trình, thì ngày hôm nay chúng tôi xin được vui mừng thông báo tất cả các bạn rằng chúng tôi có một cái món quà bất ngờ đối với tất cả những người dự thi của chúng ta, là nhà sách xin được trịnh trọng tuyên bố là tặng tất cả những bé mà tham gia chương trình khoe hình con xinh dinh ngay quà đỉnh, chỉ cần các bạn comment ảnh để tham gia là các bạn ngay lập tức được tặng một vé vui chơi
miễn phí trong khu vui chơi của nhà sách Trí Tuệ ạ. Rồi các bạn vui lòng comment xuống giúp chúng tôi ạ, là được tặng một vé. Dự thi là đã được tặng ngay một vé rồi ạ. Như vậy chúng ta có hàng 500 người, gần 500 người được tặng cái vé miễn phí nhá. Thưa với các bạn, như vậy là giá trị là riêng cái phần quà tặng bất ngờ hôm nay mới có, cái phần quà tặng thêm ấy là giá trị 25 triệu đồng rồi ạ. Các bạn vui lòng comment xuống giúp Dũng là gì ạ? Là giúp nhà sách là một vé vui chơi. Đấy đúng không ạ? Một vé vui chơi. Đây là một cái món quà mà Dũng nghĩ là ý nghĩa nhất đối với các con, bởi vì các con sẽ được có một cái không gian vui chơi thỏa thích, vui chơi thỏa thích đúng không? Chúng ta có thể comment xuống giúp Dũng là gì ạ? Go pick vui chơi thỏa thích, đây là một cái điểm đến, là một cái không gian chúng tôi muốn có một cái tuổi thơ tuyệt vời nhất cho các con, cho nên là muốn tạo cho các con một cái không gian rất là tuyệt vời và có những cái quà tặng bất ngờ. Thưa với các bạn, như vậy là gì ạ? Tổng 500 cái vé vui chơi của chúng tôi là trị giá 25 triệu đồng. Trị giá 25 triệu đồng rồi ạ. Như vậy chúng ta sẽ có một vé vui đời, đúng rồi. Tặng một vé, cảm ơn bạn Mùi Vàng. Đây tôi sẽ đúng nhá. Tôi xin được công bố lại, đây là một cái giải mà ngày hôm nay ban tổ chức quyết định, nhà sách quyết định là gì ạ? Có thêm một cái giải phụ cho tất cả những người được tham gia, tức là chúng ta chỉ cần tham gia một ảnh là có ngay một vé vui chơi. Và chúng ta gì ạ? Sau này chúng ta cách là chúng ta nhận cái này thì vui lòng như sau ạ. Chúng ta đưa bé đến nhà sách và chúng tôi được các bạn đưa cái ảnh các bạn dự thi ra và chúng tôi xác minh đó đúng là các bạn, thì chúng tôi sẽ trao ngay một cái vé. Bất kỳ khi nào các bạn đến sau khi nhà khu vui chơi của nhà sách được mở cửa hoạt động trở lại theo cái quy định của chính quyền. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Đây à, đợi một vé vui chơi nhá. Đây chúng ta có thể là một vé vui chơi trẻ em, mà có thể trong nơi chúng ta like share nhiều hơn, các bạn like share nhiều hơn thì nhà sách có thể được rất vui mừng, lại có thêm những phần quà bất ngờ nữa, giá trị nữa cho các bạn. Do vậy thì các bạn tiếp tục giúp cho nhà sách lan tỏa cái chương trình này tuyệt vời nhiều hơn ạ. Và tôi rất mong muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những cái xe của chúng tôi, những cái là bài xe, cái livestream của chúng tôi, vui lòng xe đi các bạn ơi. Rồi, xin có một cái bạn. Vâng, xin mời. Xin cảm ơn bạn Trần Huỳnh. Xin chào các bạn. Cả nhà đừng quên like share nhé. Vâng, đây là một cái lời kêu gọi hành động rất là tuyệt vời của Trần Huỳnh. Xin cảm ơn Trần Huỳnh. Thưa với các bạn là ở đây chúng tôi sẽ mong muốn có thêm một cái giải phụ nữa nha. Có một cái giải phụ nữa mà ngày này cũng lại bật mí cho các bạn. Chúng tôi có một cái giải phụ cho những cái, vì chúng tôi quá trình theo dõi thì có gần 500 lượt thi, như vậy thì có rất nhiều những cái bậc cha mẹ rất là yêu thương con mình, rất là trân quý cái tình cảm dành cho con, nên là các bậc cha mẹ dùng những cái caption rất là hay ở trong cái cap rất là hay trong cái bức ảnh của mình, thì chúng tôi sẽ chọn một trong những cái cap mà theo nhà sách, theo ban tổ chức là gì ạ, là ý nghĩa, là thú vị nhất để chúng tôi có thể gì ạ, chúng tôi có thể trao một cái giải để như vậy cho ý nghĩa hơn cho các bạn. Ok, xin chào. Vâng, tôi rất mong muốn ạ. Vâng, các bạn ơi, tiếp tục đi ạ. Chúng ta tiếp tục hơn một. Xin cảm ơn. Vâng, đây tôi xin bật là một cái bạn là tên là Đức Phạm. Hơn 100 lượt xe rồi anh. Hơn 100 lượt xe rồi anh. Cảm ơn, rất là tuyệt vời. Ok, rất cảm ơn, tuyệt vời Đức Phạm nhá. Bạn là một người một người bạn rất tuyệt vời của nhà sách chúng tôi. Đây rồi, chúng ta sẽ xem đằng sau của tôi là nhà sách rất là rộng. Đây là nhà sách Trí Tuệ, chúng ta biết đây là một cái điểm đến vui chơi. Chúng tôi đã, nhà sách Trí Tuệ có mặt lại Lai Châu 10 năm rồi. Và hiện nay thì chúng ta có 5 năm trong cái khu không gian mới, riêng khu vui chơi trẻ em bây hiện nay là khu vui chơi trong nhà lớn nhất tỉnh Lai Châu này. Khu nhà sách cũng lớn nhất tỉnh Lai Châu, và chúng ta có một cái thế giới vương quốc đồ chơi trẻ em lớn nhất của tỉnh, để các bạn có thể cho các con đến đây vừa vui chơi vừa trải nghiệm và có thêm những cái gì ạ, có những cái trải nghiệm về sản phẩm, cũng như là gì ạ, có thêm những cái trải nghiệm những cái sản phẩm mới, và chúng ta sẽ có một cái thú vị tất cả những cái. Thưa với các bạn là tôi là người đi rất nhiều nơi trên cái đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta, cho nên là tôi thường xuyên cập nhật những cái trò chơi mới nhất, những cái và thú vị nhất để dành cho các con, thì các bạn cứ yên tâm rằng nhà sách trong những các bạn theo dõi nhà sách trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy là gì ạ, nhà sách thường xuyên đổi mới, thường xuyên đổi mới so với chính mình để có thể phục vụ các quý vị nhiều hơn. Chúng ta thấy rất nhiều lần nhà sách từ thay đổi từ không gian nhỏ hơn sang không gian lớn hơn, và gì ạ, chúng ta thay đổi khu vui chơi cũ thành những khu vui chơi mới, và thường xuyên cập nhật bổ sung những trò chơi mới ý nghĩa mang tính giáo trí cho các con. Xin cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục có những comment tiếp theo để có thể tương tác với các bạn. Comment với các bạn. Hãy like share nhiều hơn nữa, hãy like share nhiều hơn nữa, vui lòng giúp chúng tôi có thể like share nhiều hơn nữa. Chúng ta đợi một chút vì tôi muốn là có đang cũng mời cả các bạn mà trúng giải cao đến đây. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời một số các bạn trúng giải nhất, giải nhì, giải ba.
tới nhà sách để có thể trao tại đây để các bạn thấy rằng nhà sách là nói thật làm thật. À, vâng, các bạn vui lòng comment trước giúp chúng tôi là nhà sách nói thật làm thật. Tất cả các chương trình của chúng tôi là nói thật làm thật. Vâng, ở bên một trang cái trang page khác của chúng tôi thì có người là yêu nhà sách trí tuệ. Vâng, nhà sách đẹp quá, cảm ơn Ngọc Phạm. Ở đây thì cảm ơn Thùy Linh. Thùy Linh có một cái comment rất là tuyệt vời. Chúng tôi cũng mong mỏi như này, chúng tôi mong mỏi, chúng tôi rất là nhớ các khách hàng của mình, các cháu bé. Có rất nhiều cháu bé đến mua sắm tại nhà sách cùng với bố mẹ, mua những hàng tiêu dùng thiết yếu ấy, thì chúng ta đến đây và cứ đòi lên khu vui chơi để chơi. Tuy nhiên chúng ta đang thực hiện nghiêm cái quy định phòng dịch của chính phủ, chính quyền. Cho nên là rất tiếc các bé nhìn ánh mắt từ xa rất là tiếc nuối, nhưng mà chúng tôi không biết làm thế nào được nữa. Chỉ biết rằng chúng ta phải đợi, như bạn Thùy Linh nói là chúng ta sẽ cố gắng sớm kiểm soát được dịch ạ. Chúng ta sớm kiểm soát được dịch để có con có thể quay trở lại vui chơi. Ở đây ạ, tôi xin bật một cái comment. Nhà sách nói thật làm thật. Và ngày hôm nay thưa các bạn, chúng tôi đã mời đến tại nhà sách những người trong danh sách đạt giải để chúng tôi có thể trao ngay cái quà tặng, trao ngay cái phần thưởng cho các khách hàng yêu quý của chúng ta đã nỗ lực trong thời gian vừa qua. Thưa với các bạn là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là có rất nhiều những khách hàng tham gia, và trong đó thì có những khách hàng, có một số ít khách hàng thì rất là nỗ lực, là thường xuyên kêu gọi bạn bè, tag tên bạn bè vào trong gì ạ, trong cái bức ảnh của dự thi. Nhưng có còn là gì ạ, thường xuyên like, share, chia sẻ cái bài viết, cái hình ảnh của con mình và kêu gọi thường xuyên kêu gọi ủng hộ. Thì đây thực ra thưa với các bạn là gì ạ, chúng ta thấy rằng gì, đích đến hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là hành trình. Cái cuộc thi này, đây là cả một cái quá trình để chúng ta gì ạ, chúng ta dành cái tình yêu thương của gia đình, của bạn bè, của người thân cho các bé. Cho nên nó không phải cái chuyện mà chúng ta tổ chức cái xong là có giải ngay, hoặc là một vài người dùng các cái thủ thuật để hack like, thì chúng tôi rất là không khuyến khích cái điều đó. Cho nên là những cái bạn mà đã tổ chức không may trong ngày hôm nay chúng ta gì ạ, chúng ta không nằm trong danh sách đạt giải vì chúng ta đã vi phạm quy định, thì rất là mong các bạn cũng thực sự thông cảm với chúng tôi, thì có thể là các bạn cũng chưa rõ được cái yêu cầu ngay từ ban đầu của chúng tôi là như vậy. Và chúng tôi vẫn hiểu rằng là các bạn cũng là những người khách rất là tuyệt vời của chúng tôi. Do vậy chúng tôi không công bố cái tên ở đây, vì chúng tôi hiểu rằng là các bạn đã tham gia, đó là nhà sách rất là biết ơn, bởi vì các bạn đã dành tình cảm nhà sách. Và các bạn cũng có những phần quà rồi đúng không ạ? Chúng ta có ngay một phần quà là gì? Đó là cái phần quà dành riêng cho những người tham gia, thì có ngay một vé vui chơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần. Vâng, chúng tôi thấy mong muốn có nhiều lượt xem nữa đấy ạ. Chúng ta thấy vâng, có một bạn Đức Phạm là hay quá, cảm ơn Đức Phạm nhá. Bạn nào là hơn 100 lượt không? Ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Có một cái chuẩn bị được đọc trao giải rồi nhá các bạn nhá. Chuẩn bị đọc trao giải, chúng ta cứ Đức Nguyên thì sẽ có rất nhiều phần giải. Và xin mời đội hỗ trợ các bạn chuẩn bị cái phần mini game để thêm những phần quà bất ngờ nữa cho chúng ta ở đây. Hay quá, chuẩn bị trao giải rồi Dũng nhá. Dũng hỏi là mấy giờ trao giải, nhưng mà rất là bây giờ đấy. Tối nay là chúng ta trao giải, tất nhiên là chúng ta xem rồi. Rất nhiều những cái giải lớn trên truyền hình như vậy, chúng ta phải có công bố giải một cách rất là hồi hộp để chúng ta thấy gì ạ? Chúng ta có cái đón nhận cái giải giá trị như thế này. Vâng, xin cảm ơn gì ạ? Cảm ơn bạn Công Trần ạ. Nhà sách uy tín, ông chủ tuyệt vời, hãy lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Cảm ơn bạn đã có cái tình cảm ghi nhận với nhà sách, và chúng tôi mong muốn các bạn hãy lan tỏa những điều tích cực hơn nữa đến với mọi người. Vâng, cảm ơn chúc nhà sách đông khách luôn là điểm đến lý tưởng cho khách hàng. Việt Nam vô địch. Vâng, tối nay Việt Nam bóng đá nhá. Xong cái chương trình này thì chúng tôi là xem bóng đá, và chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Việt Nam chiến thắng để sớm vào vòng trong luôn. Và về ngày hôm nay chúng tôi sẽ được công bố ạ. Thêm một cái điện thoại. Công bố các cái giải ba trước ạ. Chúng tôi sẽ công bố các giải khuyến khích. Giải khuyến khích nha các bạn ạ. Giải khuyến khích ạ. Chúng ta có 12 giải khuyến khích, và các bạn biết rồi ạ. Giải khuyến khích nhá. Hóng giải đi anh chị em, hay quá. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Anh. Hóng giải đi chị ơi, hay quá đấy. Chúng ta gọi nhau vào đi ạ, chúng ta tag tên, chúng ta chia sẻ giúp nhà sách để làm gì, để lan tỏa chương trình này nhiều hơn. Và thưa với các bạn, năm nay chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức những cái chương trình để có gì chúng ta có thể tham gia và gì ạ, có rất nhiều phần quà nhé. Live stream thì thường xuyên là liên tục. Và thưa với các bạn, sắp tới chúng tôi sẽ mời tất cả những cái chuyên gia, lần lượt mời các chuyên gia về nuôi dạy con, mời các chuyên gia về gì ạ, phương pháp giáo dục, giáo trí, để có thể gì ạ, nói chuyện như một cái buổi talk show, đều là những chuyên gia hàng đầu Việt Nam hiện nay, để có thể nói chuyện live stream trực tiếp với các bạn như này. Các bạn có thể đặt câu hỏi trước, các bạn có thể đặt câu hỏi ngay trong chương trình để chúng ta có thể gặp các chuyên gia. Không đợi kể các bạn đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu
Chúng ta bắt đầu tuyên bố cái chương trình công bố giải ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu công bố từ giải khuyến khích. Chúng tôi giành rất nhiều giải đúng không các bạn thấy không ạ? Chúng ta có một cái giải nãy là gì ạ? Một cái giải mà ngày hôm nay mới có nhá. Một cái phần quà bất ngờ của nhà sách là gì ạ? Tất cả các bé tham gia đều gì ạ? Đều có được phần quà và vui lòng giúp tôi cái comment ạ. Khi mà các bạn nhận phần quà để tôi nói lại cái phần này một chút để ta cách để nhận phần quà như sau ạ. À vui lòng nhá. Các bạn bạn comment giúp tôi ạ. Bạn comment giúp tôi ở chỗ này đánh một cái tít như này ạ. Cái cách để nhận cái vé mà các bạn tham gia ấy, tất cả những bạn mà có ảnh tham gia thì vui lòng là làm theo cái việc như sau giúp chúng tôi ạ. Đang là làm như sau, chúng tôi inbox các bạn, là một là bước một là inbox vào trong cái page của nhà sách ạ. Inbox vào cái page nhà sách, vào page tức là vào cái trang mà tôi đang live stream trực tiếp là nhà sách trí tuệ đây ạ, trang nhà sách trí tuệ nhá, trang chứ không phải là face cá nhân đâu các bạn nhá, trang chứ không phải profile. Đấy, các bạn là bước một là các bạn inbox vào đó và vui lòng cung cấp giúp tôi mấy cái thông tin sau ạ. Một đấy là inbox nhá, chứ các bạn không cần phải public lên đây, đừng comment cái thông tin vào live stream để chúng tôi biết được là, và chúng tôi sẽ có người gọi điện cho các bạn xác nhận thông tin và để có thể trao tặng cái vé đây, cái phần quà bất ngờ ngày hôm nay của chúng tôi cho các bạn. Các bạn vui lòng giúp tên này họ tên face đúng không ạ, tên face mà các bạn tham gia cái chương trình đúng không, tên face. Thứ hai là gì ạ? Tên bé. Rồi địa chỉ ạ, địa chỉ này. Và giúp tôi cả số điện thoại của bạn, nói điện thoại của bố mẹ, của người bảo hộ. Vâng, ở trên một cái page khác chúng tôi thấy cũng rất nhiều người like share. Các bạn tiếp tục là share giúp chúng tôi đi ạ. Ok, chúng ta inbox bóc vào nhà sách nhá. Ok, cảm ơn. Vâng, ở đây là cái của page nào đấy này. Ok, cảm ơn nhá. Tôi sẽ đánh cái này lên ạ. Nhờ chúng ta giúp nhà sách, bởi vì cái việc này là giúp nhà sách có cái thông tin chính xác nhất để tránh nhầm lẫn. Bởi vì chúng tôi sẽ trao cho mỗi bạn một vé. À đây. Inbox vào page nhà sách trí tuệ và cung cấp tên trên Facebook, họ tên bé, địa chỉ. Tên Facebook là tên mà các bạn tham gia cái gì ạ? Cái ảnh đấy. Họ tên bé, địa chỉ, số điện thoại lên liên hệ để chúng tôi có thể gửi cho các bạn. Và bây giờ tôi sẽ xin được công bố 12 cái giải khuyến khích ạ. 12 cái giải khuyến khích nhá. Dì vui lòng các bạn ơi. Các bạn vui lòng có thể lắng nghe. Bằng đây là cái phần rất là bất ngờ. Và tất cả những cái phần các bạn mà có thắc mắc, thưa các bạn, nếu các bạn thắc mắc về việc thi này, có cái vấn đề gì, bất kỳ thắc mắc thì chúng tôi sẵn lòng đón nhận cái ý kiến của các bạn để chúng tôi có thể giải đáp rõ ràng nhất tất cả về mặt công nghệ cũng như các cái chương trình của chúng tôi. Xin được công bố có 12 giải khuyến khích ạ. Vâng, các bạn có hồi hộp không ạ? Nếu mà chúng ta muốn nghe luôn chứ ạ, thì vui lòng cho Dũng biết thêm, chúng tôi biết comment, nhà sách biết comment của các bạn vào lúc này đi ạ. Cảm ơn. Ok, xin mời các bạn comment nào, chúng ta bắt đầu nhá. Xin mời, chúng tôi sẽ có 12 cái giải khuyến khích gồm bạn Hà Giang Vũ ạ. Tôi đọc theo tên là tên Facebook của các bạn nhá. Cảm ơn bạn Kiên. Vâng, chúng tôi đang nhanh đấy. Cảm ơn Kiên. Vâng, đang hóng anh, cảm ơn ạ. Một là bạn Hà Giang Vũ. Hai, bạn Lê Hải Ân. Anh em có thể giúp comment giúp tôi chúng ạ, có bộ phận hỗ trợ đâu ạ. Vâng, hai là Lê Hải Ân. Ba là gì ạ? Bạn Dũng, cái Facebook có tên là Dũng. Bốn là Thương Quỳnh Trần. Năm là Linh Bông. Sáu là Tuấn Nam. Bảy là Nguyễn Hoàng Anh. Tám là Thư Lã. Chín là Thị Nở. Mười là Trang Trang. 11 là Mít Đỏng Đánh. 12 là Thu Muội. Vâng, xin cảm ơn các bạn và bạn vui lòng đánh giúp tôi ạ. Kê. Vâng, các bạn đâu đã đánh, các bạn đóng đâu đánh cái page nhà sách đâu. Sao cái này không mà... Xin cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Vâng, cảm ơn. Linh Bông được giải rồi, chúc mừng Linh Bông. Vâng, chúng ta có thể giúp Dũng là gì ạ? Chúng ta hồi hộp quá đúng không? Đây có một bạn đánh là hồi hộp quá, chú ơi cảm ơn bạn nhé. Rất là hồi hộp, tôi xin đọc lại đúng không ạ? Nếu các bạn chưa rõ tôi xin đọc lại. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể xem lại cái live stream ngày hôm nay. Chúng ta xem lại, nhưng mà ai đó giúp tôi ạ? Tôi đọc rất là chậm thôi. Vâng, một bạn nào đó giúp tôi có thể comment được không? Một, Hà Giang Vũ. Đúng không ạ? Hà Giang Vũ này. Hai, Lê Hải Ân. Ba, là Dũng. Bốn, là Thương Quỳnh Trần. Năm là Linh Bông. 6 là Tuấn Nam. 7 là Nguyễn Hoàng Anh. 8 là Thư Lã.
9 là Thị Nở, vâng, cái tên yêu quá cơ ạ, đúng không? Tên rất đáng yêu. 10 là Trang Trang, 11 là gì ạ? Mít Đóng Đảnh, 12 là Thu Muội. Xin được chúc mừng 12 thành viên trên đã đạt gì ạ? Giải khuyến khích chương trình cuộc thi Khoe Hình Con Xinh Dinh Ngay Quà Đỉnh. Và thưa với các bạn là giải khuyến khích trị giá 1,2 triệu đồng đúng không ạ? Và chúng ta sẽ 1 triệu đồng và chúng ta sẽ có 3 tháng cái vé thần kỳ, 3 tháng vui chơi tại nhà sách miễn phí. Các bạn có thể đến tính từ lúc kích hoạt ạ, chứ không phải từ lúc ngày trao giải nhá. Các bạn nhận được vé và chúng ta kích hoạt vé để ngay lần ngày đầu tiên đến chơi, tức là kích hoạt vé. Và chúng ta sẽ nhận được gì ạ? Nhận được 3 tháng liên tục, các bạn có thể vào bất kỳ lúc nào trong cái thời gian nhà sách mở cửa khu vui chơi và chơi không giới hạn số lần. À, chúng ta sẽ có ảnh của bé để làm cái việc này nhé. Chúng ta sẽ phải làm giúp tôi là gì ạ? Cung cấp ảnh của bé. Vé thần kỳ chúng tôi chỉ cấp cho một người một vé và chúng ta phải sử dụng đúng người đó thì mới được. Còn nếu không đúng người đó là không được. Các bạn vui lòng nhớ giúp chúng tôi là gì ạ? Phải đúng người, đúng người và đúng người thì mới được. À, xin cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta đã công bố xong cái giải khuyến khích. Và tôi muốn mượn mini game ạ. Xin mời bộ phận hỗ trợ có mini game được chưa ạ? Vâng, các bạn hãy comment nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn bạn. Rồi, hay quá. Xin cảm ơn Nguyễn Hoàng Anh. Được giải khuyến khích rồi, Nguyễn Thị Ngọc Linh. Đúng không? Chúng ta có Nguyễn Thị Ngọc Linh không ạ? À, đây nhá. Nguyễn Hoàng Anh có phải là Nguyễn Ngọc Linh không? Cảm ơn, chúc mừng Nguyễn Hoàng Anh. Người đạt giải là Nguyễn Hoàng Anh đúng không? Bạn đang ở trên page, một page của trong các cái page của tôi live stream. Thương Quỳnh Trần, đúng luôn nè, à, hay quá, Thương Quỳnh Trần. Chúng ta có một cái bạn đặt Thương Quỳnh Trần. Cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta đã xong cái phần công bố giải khuyến khích. Và nếu các bạn cảm thấy tuyệt vời thì vui lòng comment giúp chúng tôi là tuyệt vời. Đúng không ạ? Vâng, chúng ta giúp chúng tôi comment từ tuyệt vời chúng tôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái mini game trên page của nhà sách trí tuệ nha các bạn nhá. Mini game trên page nhà sách bây giờ là sẽ là phần chúng tôi quay số vòng quay may mắn. À, và nếu mà vào mà chúng ta hãy comment ở trang page nhà sách trí tuệ đi ạ. Chúng ta muốn đợi nhiều hơn nữa. À, các bạn thấy nhá, tôi sẽ giơ đây ạ. Có thể cả trên page của Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu cũng như page của gì ạ? Nhà sách trí tuệ chúng ta thấy đâu ạ? Vui là vâng, chúng ta thấy đây rất là tuyệt vời. Và đây là vòng quay may mắn nha các bạn nhá. Chúng tôi sẽ một cái comment bất kỳ đấy thì các bạn là gì ạ? Khi chúng tôi ấn thì người ta sẽ, nếu các bạn là vui lòng giúp tôi là comment ở trên nha. Cái chương trình này chúng tôi đang cài đặt ở trên page của nhà sách trí tuệ. À, các bạn có thể chuyển qua thêm ở cái page của nhà sách trí tuệ để xem thêm, để chúng ta gì ạ? Chúng ta có thể may mắn là cái người trúng giải ở đây. Thưa với các bạn, chúng ta có thể may mắn trúng giải ở đây là gì ạ? Giải comment bất kỳ nhé. Đây không phải là hay hay không, đây là cái chương trình ngẫu nhiên, tức là ai may mắn thì được. À, cảm ơn Võ Thanh Thảo, cảm ơn Trần Ngọc Ấn. Và có thể các bạn cũng chính là một trong những người may mắn ngày hôm nay sao ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng, chúng tôi vẫn mong muốn có nhiều người hơn nữa comment, có nhiều người hơn nữa về, và bản thân các bạn cũng có thể comment rất là nhiều lần. Comment nhiều lần được, một người comment rất nhiều lần được các bạn nhá. Thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta hoàn toàn có cơ hội tỷ lệ trúng nhiều hơn. Cảm ơn Tuyết, cảm ơn Đỗ Hiện Hải Dương, xin chào bạn Hiện. Xin chào Hoàng Long, tuyệt vời đúng không ạ? À, và như chúng ta muốn nhìn nhiều comment hơn nữa và chúng ta hãy xem ở trên, chúng tôi chương trình này không tổ chức trên page Vẻ Đẹp Du Lịch được. Chúng tôi đang cài đặt cái phần này trên page của nhà sách trí tuệ Lai Châu. Page nhà sách trí tuệ Lai Châu. Và trước mắt là chúng ta đang tổ chức ở trên page của nhà sĩ rồi. Rồi chúng ta hãy like share nhiều hơn nữa đi ạ. Hãy comment. Vâng, chúng ta có thể comment bằng cách là tag tên này đó, chứ không nhất thiết phải đánh một câu gì. Comment bằng một dấu chấm, comment bằng một từ tuyệt vời, comment bằng từ gì ạ? Cảm ơn, vân vân. Chúng ta có thể comment rất nhiều cái từ nhưng mà chúng ta sẽ may mắn. Và xin mời chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Anh em hồi hộp không ạ? Chúng ta có hồi hộp không? Vâng, chúng ta mong muốn nhìn nhiều hơn nữa. Chúng tôi mong muốn tất cả các bạn đang xem livestream ngày hôm nay của chúng tôi hãy comment xuống. Hãy comment xuống để chúng ta có cơ hội được nhận cái phần quà bất ngờ này của nhà sách. Đây đúng không? Chúng ta đến với nhà sách chỉ cần xem livestream hoàn toàn có được nhận quà và hoàn toàn các bạn nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi đã công bố ngay từ đầu. Đấy mới là cái điều tuyệt vời. Cái gì đã công bố chắc chắn là có, nhưng chúng tôi muốn tạo những cái phần quà bất ngờ hơn cho các bạn xem livestream, bởi vì chúng tôi hiểu rằng các bạn dành thời gian cho nhà sách ngồi xem livestream là bọn chúng tôi rất là biết ơn các bạn rồi. Và xin mời chúng ta bắt đầu quay giải đi ạ. À, xin mời. Tôi sẽ và đây chúng ta đây 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 đây, đây. Chúng ta thì thấy không ạ? Đó. Và đây chúng ta sẽ xem trên page du lịch nữa. À, đấy chúng ta đây. Đây là ngẫu nhiên nhá, không hề tác động đâu. Đấy các bạn, đấy có hẳn một phần mềm. À đây à đây ạ. Vâng, tôi đúng không? Tôi đọc được cái tên là gì ạ? Mít Đóng Đảnh ạ. Xin chúc mừng Mít Đóng Đảnh.
Đây các bạn có thể làm sao để cho đúng không? Mỹ Đồng Đảnh nhá các bạn nhá. Đây tôi đang like trên hai page khác nhau nên là có thể nhìn page này. Đó, các bạn nhìn thấy chữ Mỹ Đồng Đảnh đánh comment. Comment nhá. Comment like share nhiều người ơi. Đúng rồi, cảm ơn Mỹ Đồng Đảnh đúng không? Rồi, xin cảm ơn các bạn nhá. Làm sao bây giờ là có thể đảo sang cái phần này để comment được các bạn không? Để tôi đưa các cái bạn ở thêm trên page Nhà Sách Trí Tuệ nữa để có thể là đưa các comment của các bạn lên. Xin cảm ơn tất cả bạn. Tôi đang chào các bạn ở page Nhà Sách Trí Tuệ. Xin chào các bạn ở page Về Đạp Du Lịch Lai Châu. Rất tuyệt vời. Lần đầu em được xem live stream thú vị như này ạ. Hay quá, cảm ơn bạn nha. Các bạn cảm ơn các bạn đã dành tình cảm. Vì thực ra thì tôi là người không hẳn là biết live stream giỏi, nhưng mà cái tình cảm của tôi dành cho các bạn rất là nhiều. Tôi đang nói bằng cái trái tim của mình, bằng cái sự tâm huyết của mình, và chúng tôi mong muốn là đem những chương trình rất tuyệt vời nhất. Và chúng ta vừa có một cái chương trình quay đúng không? Sắp tới Nhà Sách thường xuyên tổ chức các chương trình live stream, mà mỗi chương trình live stream không những chỉ tặng quà cho người like nhiều nhất, like share nhiều nhất, không những chỉ tặng quà cho người like share đầu tiên, mà chúng tôi còn có những phần quà bất ngờ khác rất nhiều. Ví dụ như cái chương trình quay số vừa rồi thì các bạn có thể cứ theo dõi các chương trình, cứ nhớ theo dõi cái chương trình live stream của tôi để sẽ được quà, hoàn toàn có thể được quà. Vâng, hôm nay là chúc mừng Mít Đóng Đảnh là người tiếp theo được nhận một cái phần quà tuyệt vời của chúng tôi. Vâng, hiện nay chúng tôi mới đang thấy là trên đây, thưa với các bạn, chúng tôi hay có phần mềm đây các bạn nhá. Đây này, tôi có thể đây chia cho một cái trên page, cái này nó hơi đang hơi lóa về bóng đèn. Chúng tôi có hẳn phần mềm nhé các bạn nhé. Đây, đây là một phần mềm, một cái công cụ để có thể đo đếm được cái lượt xe, lượt chia sẻ này đúng không ạ? Ở đây chúng tôi biết là có hiện nay với có chia sẻ trên 27 hội nhóm và con số cập nhật liên tục, và chia sẻ trên cá nhân là khoảng 199 lần. Có 18 người để chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại tôi mong muốn các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa. Rất nhiều mắt đang xem, nhưng các bạn vui lòng gì ạ? Dành cho Nhà Sách một cái chia sẻ đi ạ. Chúng ta mới có tổng là hơn 200 lượt chia sẻ, còn đang rất là con số đang rất khiêm tốn, chúng ta mong muốn là nhìn thấy nhiều hơn ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ạ, là sẽ quay về giải gì ạ? Giải 3 ngày hôm nay. Chúng ta mong muốn nó biết giải 3 chưa ạ? Vâng, có thể là một trong số các bạn tham gia ở đây, có thể là một trong số những người đang gì ạ? Đang xem live stream ở đây, thì các bạn có thể là chính là các bạn là người đạt giải. Vâng, chúng ta hoàn toàn là những người may mắn. Vâng, tôi thấy thì tôi sẽ tiếp tục nha. Tôi sẽ có những comment rất là tuyệt vời đây. Đúng không? Chúng ta có vẻ thương Quỳnh Trần, xe khách Phúc An, Hải An. Vâng, có rất nhiều cái tên ở đây. Tôi xin công bố cái giải tiếp theo ạ. Xin được chúc mừng. Ở đây thưa với các bạn là có rất nhiều những con quá trình chúng tôi theo dõi cái việc mà các bạn dự thi ấy, thì có rất nhiều cái cuộc rượt đuổi, và thậm chí thì cách nhau 1-2 like thôi. 1-2 like, 1 đến 2 like. Rất là tuyệt vời. Đây, chúng tôi sẽ có hay quá. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn đội support. Chúng ta nhìn thấy không? Rất tuyệt vời. Anh em nhìn thấy giải 3 bao nhiêu đây anh em ơi? Comment xuống hộ tôi con số này ạ. Giải 3 rất giá trị nhá. Giải 3 rất giá trị. 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng chúng tôi đã in sẵn đây rồi ạ, để có thể trao giải cho các cái khách hàng trúng thưởng của tôi. Các bạn vui lòng comment xuống giúp Dũng đi ạ, giúp Nhà Sách đi ạ, comment đi ạ. Comment xuống giúp chúng tôi là 1.800.000 đồng. Và là gì ạ? Đây là gì? Một vé thần kỳ 6 tháng trị giá 1.8 triệu đồng. Một vé thần kỳ 6 tháng nhá. 6 tháng bé nhà bạn được gì ạ? Đến đây chơi 6 tháng liên tục không mất tiền, đúng không? Chúng ta cứ đưa bé đến chơi, Nhà Sách sẽ phục vụ như những thượng khách bình thường. Và chúng ta thì có hẳn 6 tháng liền, 6 tháng các bạn nhé. Và ngay khi khu vui chơi được mở cửa trở lại theo quy định của chính quyền, bởi vì hiện nay chúng ta đang phải thực hiện nghiêm túc cái việc phòng chống dịch, nên là không được mở. Vâng, cảm ơn ạ. Đây là 1 triệu 8 và chúng tôi xin được công bố họ và tên. Vâng, chính xác là tên Facebook đúng không ạ? Xin mời xin được công bố chúc mừng các thành viên có tên sau, các cái nick Facebook sau. Một là Nintilo, xin chúc mừng Nintilo. Vâng, có khách hàng Nintilo ở đây không ạ? Chúng ta đã mời đến, chúng tôi đã inbox để mời các khách hàng đến, và xin chúc mừng Nintilo. Xin chúc mừng bạn Lê Hoài Thu. Vâng, xin mời các bạn, chúng ta đây, tôi mời luôn khách hàng đến nhá. Đây là khách hàng, chúng ta cứ đeo khẩu trang đúng phòng dịch các bạn, vui lòng đeo cho các bé nữa, là chúng ta thực hiện nghiêm túc phòng dịch khẩu trang, đúng không?
Ngày thứ hai là gì ạ? Lê Hoài Thu. Hay quá, rất là tuyệt vời. Đấy, chúng ta đã mời được khách hàng đến đây. Nhà sách nói thật làm thật, cho nên là các bạn rất là cứ yên tâm là tất cả các chương trình của tôi là nói được làm được, và nói thật là thật làm thật, nói đến làm là làm đến nơi đến chốn. Và xin chúc mừng bạn Thương Bén. Vâng, chúng ta xin chúc mừng người thứ ba là bạn Thương Bén. Bạn Thương Bén có đây không ạ? Xin vâng, xin mời, chúng ta đã mời đến nhà sách rồi, xin mời bạn Thương Bén. À, tôi xin đọc lại ạ. Ba giải ba gồm bạn Nintilo. Đâu bạn nào bạn Nintilo ạ? Vâng, cảm ơn, đây bạn khách hàng Nintilo. Bạn Lê Hoài Thu và bạn Thương Bén. Vâng, tôi thấy bạn Thương Bén như nãy đến rồi đúng không? Dạ vâng, chúng ta đợi ít phút ạ. Vâng, đây là ba thành viên mà thưa với các bạn là cũng là gì ạ? Chúng ta thấy là có hàng ngàn lượt like, có bạn là có những bạn đạt 1000 lượt like, và đây là cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn đã dành rất nhiều tình cảm. Và thưa các bạn là các bạn có chia sẻ với chúng tôi rằng là gì ạ? Là phải cày like suốt ngày suốt đêm, đúng không? Cày ở đây không phải là mình tự like được, mà mình phải kêu gọi người thân bạn bè. Thì đây là cái điều rất là giá trị, bởi vì các bạn đã cảm nhận được cái tình yêu thương. Vâng, đây tôi xin cảm ơn. Đây, các bạn vui lòng đeo khẩu trang. À, vâng, chúng ta đeo khẩu trang lại, với đưa khẩu trang lên cho bé để ra được nhận giải, vì chúng ta là vẫn đang thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Đấy, để chúng tôi mời đến đây rất nhanh chóng, các bạn xem nhận quà xong, livestream xong là các bạn sẽ được cầm cái vé thần kỳ này về. À, xin được chúc mừng bạn này, bạn Nintilo đúng không? Xin chúc mừng bạn, xin chúc mừng các con nhá, yêu các con rất là nhiều. Ok, ok, đây xin cảm ơn, đây tặng luôn con cái khẩu trang này nhá, để cho chú đeo cho con nhá. À, và bây giờ thì nhà sách rất mong muốn là có một cái phát biểu của các bạn được không? Mong muốn có một cái phát biểu được không ạ? Chúng ta có thể phát biểu một cái cảm nhận gì đó đối với nhà sách được không? Bạn nào có thể? Vâng, bạn có thể phát biểu giúp chúng tôi. Ai cũng được ạ. Xin mời hãy dành cho chúng tôi. Đây, chúng ta cứ cầm như này, chúng ta đây cầm ở đây. Vâng, đây xin mời bạn đây. Hay quá. Bạn có thể nói về cái cảm xúc mà bạn, cái quá trình mà bạn tham gia cuộc thi ngày hôm nay nó như nào ạ? Cái hành trình. Hành trình của em thì không được, bạn cứ nói mít thoải mái. Không phải là em không biết đến đâu, tại có một em thì giới thiệu vào, thế là em mới biết. Xong rồi vào đăng ký cho con chơi, xong rồi kêu gọi anh em bạn bè, xong rồi vào chia sẻ rồi like cho bé. Bạn đã phải comment mất bao nhiêu lần hoặc là tag tên bao nhiêu người ở đây? Em nhiều lắm, em không nhớ được. Xong em còn bị khóa comment không tăng được, xong phải nhờ mọi người tăng. Dạ, xong mọi người bị khóa hết luôn. Dạ vâng, rất là vâng. Thế nên nó chỉ được một ít thôi. Cảm xúc của bạn ngay lúc này thì thế nào? Em thấy rất là vui, với cả con bé nhà em cũng thấy vui. Hay quá, vâng, chúng tôi thấy là các bạn vui là chúng tôi rất là hạnh phúc ạ, bởi vì là chúng tôi mong muốn mang đến cái điều giá trị nhất cho các bạn. Và niềm vui nhất thưa với bạn là ngay khi chúng tôi được mở cửa hoạt động khu vui chơi trở lại, bạn cứ đưa bé đến, và 3 tháng liên tục, tính từ cái ngày 6 tháng liên tục, tính từ cái ngày mà gì ạ, chúng ta được chơi, thì các bạn đấy, các bé đến đây chúng tôi sẽ đón phục vụ bé. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn ba bạn đạt giải ba ngày nay. Biết ơn các bạn đã tham gia với chương trình ngày chúng tôi, và mong là chúng ta sẽ ủng hộ nhà sách nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, chúng ta lại đấy đây đúng không? Chúng ta thấy là hôm nay chúng tôi mời hẳn khách hàng đến đây. Thưa với các bạn là mời khách hàng đến đây, mời để chúng ta thấy là gì ạ? Nhà sách nói thật làm thật, và chúng tôi trao giải trực tiếp tại nhà sách để chúng ta thấy là hay quá, có một cái bạn ở trên page vẻ đẹp du lịch có nói rằng là gì ạ? Mình đã đi hô hào cả cơ quan like cho con mình. Trần Huỳnh, hay quá đúng không? Vì thực ra cái này thì gì ạ? Chúng ta đây là một cái đây dù sao cũng là một cái game, cũng một cái cuộc thi, và ai đó dành thời gian nghiêm túc, dành cái thái độ nghiêm túc để thi và có cái kêu gọi tương tác nhiều nhất thì chúng ta sẽ làm được giải thưởng thôi ạ. Vâng. Xin cảm ơn tất cả các bạn nhá. Vâng, có một cái bạn quan tâm ở trên page về đẹp du lịch Lai Châu như sau ạ. Thì tôi xin trả lời luôn. Khi nào mở cửa khu vui chơi mới tính ngày chứ? Có, chúng ta sẽ tính ngày. Và thưa các bạn là gì ạ? Chúng tôi sẽ tính từ ngày chúng ta mở cửa, bởi vì như này, chúng ta không thể, sang năm có thể là cái vé vui chơi nó lại khác hoặc cái hình thức nó sẽ khác, cho nên là ngay khi mà nhà nước cho phép mở cửa hoạt động trở lại thì chúng ta sẽ kích hoạt cái vé là lên để là làm. Và chúng tôi sẽ phải xin ảnh các bé mà làm cho các bé một cái thẻ cứng để chúng ta rất là làm một cái thẻ rất là xịn sò cho các con có thể đến nhà sách vui chơi một cách rất là đảm bảo các cái quyền lợi nhất cho các con. Vâng, và tôi xin muốn có một cái game mini ạ, xin mời đội hỗ trợ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục game đúng không ạ?
Anh em thích game nữa không? Đây thì comment giúp chúng tôi ạ. Comment xuống rồi là comment đi ạ, comment đi lại game. Đúng không? Nãy là có bạn mít đỏng đảnh được đặt chúng qua rồi. Và đây là cái phần quà hoàn toàn nằm ngoài cái chương trình, nằm ngoài cái giải của chương trình. Và bây giờ sẽ sang một phần quà tiếp theo là gì ạ? Phần quà bất ngờ tiếp. Đó chúng ta bạn Tuấn Anh này comment rất là nhiều. Và chúng ta cứ comment đi, comment chia sẻ. Và phần quà này là khác nhá. Phần quà này chúng tôi sẽ làm ở trên like xe, cái phần xe đấy không? Phần xe của chúng tôi ở trên page của nhà sách trí tuệ. Những ai like xe page nhá. Xe page của nhà sách trí tuệ, xe cái chương trình livestream này á thì có may mắn trúng phần quà này. Và chúng tôi đây, xe đi ạ. Đang bạn cài đặt đi ạ. Xin mời đội hỗ trợ chúng ta cài đặt giúp tôi. À đây là cái giải như thế này nhá. Tôi xin tuyên bố lại cái giải đi ạ. Chúng tôi xin được công bố cái giải như sau ạ. Và thưa với các bạn là giải xe, giải ngẫu nhiên cho những người xe trên page của nhà sách trí tuệ, page của nhà sách trí tuệ nhá. Xin mời các bạn cả nào, xin mời chúng ta xe đi ạ. Những ai chia xe thì vui lòng xe giúp chúng tôi. Những ai chia xe thì vui lòng xe đi ạ. Chúng ta xe để nhận gì? Xe thì mới có cơ hội nhận quà, các bạn không xe thì không có cơ hội. À cái này chỉ dành cho những ai gì ạ? Ai xe? Vâng, xin cảm ơn Hồ Thị Thân Thu Yên nhận quà thật. Và xin cảm ơn bạn Trần Phương mong được nhận được quà từ anh ạ. Hay quá, chúng tôi rất sẵn lòng chuẩn bị quà rồi. Việc của các bạn vui lòng rồi ạ. Hãy xe. Ngay chỉ trong ít phút tới thôi, ít giây phút tới nữa thôi thì chúng tôi sẽ tổ chức cái live xe đây. Chúng ta thấy không ạ? Đây vẫn là vòng quay may mắn. Đây là một cái thiết bị mới của chúng tôi, một công cụ mới để có thể làm gì ạ? Trong các chương trình live stream là chúng ta tổ chức cái vòng quay may mắn để làm gì? Để dành cho những người mà tham gia tích cực trong chương trình live stream. Đấy, vòng quay may mắn các bạn nhé. Đây. Và chúng tôi sẽ tổ chức trên page của nhà sách trí tuệ. Mong được nhận quà. Xin cảm ơn vui mến. Rồi đúng không ạ? Hay quá, chúng ta xe chưa ạ? Các bạn xe chưa thì đã ghi giúp chúng tôi đã xe đi ạ. Để tôi biết là những ai đang xe. Cảm ơn các bạn, để tôi biết rằng có thể là chính các bạn mới là người này gì ạ? May mắn đạt giải lần này. Page nhà sách trí tuệ nha các bạn nha. Page nhà sách trí tuệ này. Page nhà sách trí tuệ là gì ạ? Cứ xe hoàn toàn có thể được giải. Xin mời rồi chúng tôi mong. Bạn Tiết là mừng nghìn xe. Rồi sếp ơi, cảm ơn bạn Đỗ Hiện. Vâng xe đi ạ. Vâng, đã xe đi, vui lòng giúp tôi được đánh từ đã xe. Đã xe. Vâng, có một bạn rất là hay comment rất là quay vào tên kỳ, có thể lắm, rất có thể là kỳ. Vâng, cảm ơn Văn Viện đã xe. Và chúng ta muốn nhìn thấy nữa, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa cái chữ đã xe. Chúng tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa cái chữ đã xe. Vì sao? Tôi mong muốn chính các bạn đang dành thời gian ở đây, các bạn ở với nhà sách, các bạn đến với nhà sách thì chính các bạn có thể là người may mắn tiếp theo trong chương trình tuyệt vời ngày hôm nay. Đấy, cảm ơn. Đó, rất nhiều. Em mong nhanh hết dịch để được đi chơi đến nhà sách trí tuệ nhiều hơn. Cảm ơn Minh Huệ đã xe rồi, rất nhiều các bạn rồi, không để các bạn lại đâu nữa nào, chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta bắt đầu. Có một bạn này comment rất từ này rất hay, xin cảm ơn Lượng này, lớ ngớ với huy chương, biết đâu bất ngờ đúng không ạ? Chúng tôi xin mời bạn nào, xin mời chúng ta ấn vào nút quay đây đã theo dõi nhá các bạn nhá. Tôi sẽ ấn đây trực tiếp đúng không? Đây là ngẫu nhiên, tức là đây là quay ngẫu nhiên như kiểu quay sổ số nha các bạn nhá. Xin mời đây. Đấy, đang quay đây các bạn nhá. Tên ai. Tên ai đây chúng ta thấy đúng không? Đấy, vâng, chúng ta có dịch được ai đây không ạ? Hay quá, tôi đã nhìn thấy một cái bạn này, ai đây? Chúng ta nhìn thấy ai không ạ? Comment xuống chúng tôi. Vâng, tuyệt vời không ạ? Đây là dành cho người xe nhá. Đây là giải bất ngờ đấy, rất tuyệt vời. Chúc mừng bạn Đỗ Hiện Hải Dương. Xin chúc mừng bạn Đỗ Hiện Hải Dương đã may mắn ở cái phần thi mini game này của chúng tôi. Bạn đã nhận phần quà và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức trong chương trình này. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để trao cái phần quà đặc biệt này. Và chúng ta lại quay trở lại với giải nhì của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời đội hỗ trợ giải nhì. Xin chào quý khách. Vâng, chúng ta đây, chúng ta có giải nhì. Đây, thưa các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị giải nhì. Chúng ta có hai giải nhì. Trị giá là bao nhiêu đây ạ? Chúng ta có thể comment xuống là 3 triệu 500 nghìn đồng. Giải nhì là 3 triệu 500 nghìn đồng. Các bạn vui lòng comment xuống thôi ạ. 3 triệu 500 nghìn đồng.
Ở đây bao gồm là gì ạ? 1 triệu tiền mặt và 2,5 triệu đồng tiền vé thần kỳ. Chúng ta vui lòng giúp chúng tôi ạ. Comment xuống ạ. Hay quá. Ai đó có thể comment giúp chúng tôi cái giải này ạ. 3 triệu 500 nghìn đồng nha các bạn nhá. 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 nghìn đồng. Bao gồm là gì ạ? 1 triệu tiền mặt. Vâng. Tôi xin mời ban tổ chức ạ. Chúng ta chuẩn bị ngay phần quà là tôi sẽ trao giải ở đây. Và gì ạ? Và một vé thần kỳ 9 tháng. Vé thần kỳ. Các bạn có thể comment giúp chúng tôi ạ. Comment giúp tôi là gì ạ? Ok. Vâng. 3 triệu 500 hay quá. Qua 3 triệu 500 là gì gồm? 1 triệu đồng tiền mặt. Và một vé thần kỳ 9 tháng. Nghĩa là trong 9 tháng liên tiếp. Các bạn là gì ạ? 9 tháng liên tiếp. Các bạn, con của các bạn, bé nhà các bạn được gì ạ? Được đến nhà sách, vui chơi, không mất tiền, không giới hạn số lần, các bạn đến bao nhiêu lần trong ngày cũng được, và trong quá trình 9 tháng nó đến 3 lần được, ngày nào đến cũng được. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời để chúng ta có cái vui vẻ nhất cho các con. Và tôi xin được không để các bạn đợi lâu nữa, xin được công bố giải nhì ngày hôm nay ạ. Chúng ta công bố giải nhì. Giải nhì chúng ta có 2 giải nhì nhá. Chúng ta có 2 giải nhì, xin mời 2 giải nhì. 2 giải nhì, tôi mượn thêm cái ở đây đúng không? Chúng tôi đã chuẩn bị đây thưa các bạn nhá. Có 2 giải nhì. Đúng không ạ? Đây là gồm 3,5 triệu, mỗi giải là 3,5 triệu, 1 triệu tiền mặt và gì ở đây. Thưa các bạn thôi, xin phép các bạn là ngày hôm nay chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm thật. Cho nên là phải dơ tiền thật cho các bạn. Đây là 1 triệu và đây là 1 triệu thứ hai. Để gì ạ? Trao cho người trúng thưởng ngày hôm nay và tôi xin được tuyên bố công bố giải ạ. Xin được chúc mừng. Đây là đều những người được có hơn 1.000 like nhé. Hơn 1.000 like. Vâng, có một bạn comment hay quá. 3,5 tỷ. À, tôi cũng mong là đến một ngày nào đó, nhà sách hoàn toàn có thể tổ chức một gì ạ? Một cái giải lớn như vậy để có thể trao cho các bạn. Chúng tôi hoàn toàn không ai đánh thuế ước mơ của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thêm những cái giải lớn như vậy. Rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng hai người giải nhì có tên Facebook như sau. Xin chúc mừng bạn Bùi Lan Trinh. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Bùi Lan Trinh. Các bạn vui lòng comment giúp chúng tôi bạn Bùi Lan Trinh ạ. Bùi Lan Trinh, Bùi Trinh có mặt ở đây không ạ? Vâng, xin mời ban tổ chức nếu khách đã đến thì xin mời và chúc mừng bạn. Chúng tôi rất là vui mừng chúc mừng bạn Linh Hà Cúc Thành. Tên Facebook Linh Hà Cúc Thành có 2 giải nhì bao gồm 1 bạn Bùi Lan Trinh, 2 bạn Linh Hà Cúc Thành. Vâng đấy nhá. Vâng, có bạn là Linh Hà Cúc Thành là xác nhận là sẽ có mặt đấy ạ. Vâng, xin mời bạn Linh Hà Cúc Thành. Bùi Lan Trinh là do điều kiện nay chưa đến được thì chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để có thể gửi cái quà tặng, cái trao giải này, cái giải thưởng này cho các bạn. Hay quá đúng không? Chúng ta có 2 giải. À, có bạn Bùi Lan Trinh và bạn Linh Hà Cúc Thành là 2 người tiếp theo được giải của nhà sách. 2 người tiếp theo được dinh giải nhì của nhà sách. Rồi tôi xin chào các bạn ở trên fanpage Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu nhá. Rồi chúng ta. Rồi cảm ơn bạn Đỗ Hiện có một cái comment rất là hay là gì ạ? Em bị khóa xe. Comment nhóm chứ không thể nào cũng ăn giải, tiếc quá. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn trên page của nhà sách Trí Tuệ và tôi xin phép page nhà sách Trí Tuệ tôi chào các bạn ở trên Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu một chút trong thời gian. Bạn ở chút đâu? Khách hàng. Vâng. Hiện nay là chúng tôi nãy có hai bạn giải nhì thì thưa với các bạn là có một bạn đăng ký đến nhận giải nhưng thời điểm này chúng tôi đang liên hệ có thể các bạn đang mua sắm bên trong nên không ra nhận giải được thì chúng tôi sẽ liên hệ được với khách quý vị để gửi quà gửi có cái phần thưởng bao gồm là bạn Bùi Lan Trinh và bạn Linh Hà Cúc Thành. Rất là tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestream ở trên page Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu. Đây là page mà tôi nghĩ rằng có lẽ là đến thời điểm hiện nay là đông lượng follower nhất, đông lượng người like nhất ở trên trên tỉnh Lai Châu. Xin chào các bạn nha, tôi xin được vâng, có một bạn vâng, em nào sẽ được giải nhất ta? Hay quá. Vâng, các bạn đoán thử xem. Đúng không? Đoán thử xem. Đoán thử xem là ai? Hay quá. Có một cái ý như sau ạ, có bạn ghi là nhà cháu ở xa giải khuyến khích có thể lấy tiền mặt không thì thưa với các bạn là tất cả các chương trình của tôi là chưa có chính sách quy đổi cho tiền mặt
cái nào mà có giải bằng tiền đây, ví dụ như cái giải nhì đúng không, đây, tiền đây này, tiền mặt Hà Nội nhá các bạn, là tiền mặt đúng không. Còn những cái giải khác thì chúng tôi không quy đổi ra tiền mặt thì các bạn cũng thông cảm, bao gồm kể cả quà tặng, bởi vì chúng tôi thiết kế cái chương trình như thế rồi. Tất nhiên chúng tôi sẽ mong muốn là gì ạ, có những cái quà tặng mà phù hợp với nhu cầu của các bạn thì có thể chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp để có thể đổi sang cái quà tặng khác, làm sao nó có giá trị cho các bạn. Thì cũng mong các bạn là cái việc mà đổi từ cái quà này sang quà khác cũng là một cái sự nỗ lực của nhà sách, và chúng tôi là gì ạ, có thể là nó sẽ phù hợp và khiến các bạn vui hơn thì điều chúng tôi cũng mong muốn sẽ làm. Đúng quá, rất nhiều. Đấy thì xin trả lời bạn Dũng ở trên page của Vẻ Đẹp Du Lịch Du Lai Châu là như vậy nha. Và chúng ta sẽ quay trở lại page chính của nhà sách ngày hôm nay là page Nhà Sách Trí Tuệ. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Tiếp tục, và chúng ta tiếp tục share đi ạ. Và chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức tiếp theo những cái giải tiếp theo, những cái mini game tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Ngay tại chương trình này chúng tôi hoàn toàn có thể gì ạ, tổ chức cái mini game tiếp theo để các bạn có thể là gì ạ, chơi. Rất là tuyệt vời. Ở đây xin được ok, hay quá. Đây chúng tôi xin được sang phần tiếp theo, chúng ta hãy comment xuống đi ạ. Vâng, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những cái xe của chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy xe đi ạ, không ngừng xe đi ạ, không ngừng xe. Đây chúng tôi sẽ chuẩn bị giải nhất. Đây giải nhất ngày hôm nay, thưa với các bạn, đây là giải tuyệt vời nhất của chúng ta ngày hôm nay. Đây là giải tuyệt vời nhất, chúng ta nhìn thấy không ạ? Comment giúp chúng tôi ạ, comment giúp nhà sách là gì, 5 triệu đồng, 5 triệu đồng các bạn nhá, 5 triệu đồng. Giải bao gồm 2 triệu tiền mặt. 2 triệu tiền mặt. Rồi, chúng tôi chuẩn bị sẵn tiền mặt đây rồi. Vì chúng tôi quan niệm ngày hôm nay chúng ta trao tiền mặt là trao luôn tiền mặt. Và một vé thần kỳ trị giá 3 triệu đồng, tức là vé này là vé full trong một năm, 365 ngày vui chơi thỏa thích, 365 ngày vui chơi thỏa thích tại nhà sách. Đúng không? Chúng ta comment xuống Dũng vé thần kỳ. Vé thần kỳ, vé thần kỳ, vé thần kỳ. Cảm ơn Đức Vũ ơi, Đức Vũ có comment nhưng thiếu một số 0. Cảm ơn Đức Vũ nha, Đức Vũ comment. À đủ rồi, và comment mới đủ rồi. Cảm ơn Đỗ Huyện 5 triệu, vâng. Giải nhất, cảm ơn, đúng rồi, tôi sẽ ca giải nhất. Cảm ơn tất cả các bạn, và thưa các bạn là tất cả những cái comment mà các bạn còn đang có comment vẫn còn băn khoăn về cái giải, các bạn có thể gì ạ? À? Inbox với chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho các bạn. Vâng, có một cái bạn comment rất là hay gì ạ? À? 5 tỷ, vâng, có thể đến một ngày nào đó chúng tôi sẽ tổ chức những cái game, những cái chương trình trị giá lớn như thế, thì sao chúng ta đều mong muốn phát triển đi lên và gì ạ, không ai đánh thuế ước mơ của mỗi chúng ta. Ngày hôm nay nhà sách đang có giải thưởng 5 triệu và có thể ngày mai, ngày kia, tháng sau hoặc là gì ạ, quý sau chúng tôi sẽ có thể giải thưởng lên đến 50 triệu và chúng ta hoàn toàn có thể nhân nhiều lần hơn nữa, ít lần hơn nữa để tham gia. Vâng, xin chào các bạn gì ạ, các bạn ở trên page du lịch Lai Châu nhá. Hay không ạ, chúng ta đây, giải thưởng chúng ta đây, đây là giải thưởng. Vâng, xin được chào đón tất cả các bạn. Vâng, các bạn hãy like share nhiều hơn nữa, like share nhiều hơn nữa để có thể chúng tôi đã tổ chức thêm một cái mini game nữa. Ngay tại ngay ít phút giây phút nữa chúng tôi tổ chức thêm mini game cho các bạn. Chúc mừng nha. Vâng. Hay quá, tôi cũng rất mong là rất sớm rồi chúng ta sẽ gì ạ? Ở đây thưa với các bạn như này ạ, trong quá trình thì trong quá trình theo dõi rất là kỹ lưỡng, sát sao cái chương trình này thì có những người đã rất nỗ lực like, share và kêu gọi tag tên người thân vào để gì ạ? Để bạn bè có thể hỗ trợ cái việc mà đạt giải, tăng lượng like để đạt giải, rất là nỗ lực. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một vài khách hàng, số rất là ít thôi ạ, là chúng ta sử dụng những cái thủ thuật thì chúng tôi đã trừ đi những cái like mà sử dụng cái thủ thuật. Vậy thì ở đây xin được chúc mừng người tiếp theo ạ. Vâng. À hay quá nhờ các bạn, đúng không? Các bạn thích mini game, có mini game chúng tôi hoàn toàn có thể đổi tên mọi người ghi là ra tên em này. Vâng. Chúng ta cứ ở lại ít phút nữa, chúng ta sẽ có, sau khi công bố giải nhất xong thì tôi tiếp tục tổ chức mini game. Đâu ạ? À? Chúng ta chơi với nhau và hôm nay chúng ta sẽ còn có một cái mini game khác cho cái giải bóng đá. Và ngày nay xin được công bố giải tiếp theo, xin được vui mừng công bố người đạt giải cao nhất trong cuộc thi lần này của chúng tôi để nhận 5 triệu đồng. 5 triệu đồng là nick có tên là Trần Huỳnh. Xin chúc mừng bạn Trần Huỳnh. Vâng, bạn Trần Huỳnh có đây không ạ? Vâng, giải thưởng là 5 triệu đồng. Giải thưởng 5 triệu đồng. Tôi đã mời đại diện của bạn Trần, nếu mà bạn Trần Huỳnh có đây hoặc là người nhận giải có đây thì có thể gì ạ? Vâng. Oh, hay quá, bạn trên page của Vẻ Đẹp Du Lịch lần sau nhà sách tổ chức
là xin phép xin tí like để có giải cao hơn, nhất trí thôi. Cảm ơn Thương Quỳnh Trần. Chúng ta đây thực ra đây là một cuộc chơi, một cái game rất là vui vẻ cho tất cả chúng ta. Xin chúc mừng anh nhá, và cảm ơn anh Trần Huỳnh, và ngày hôm nay là hai ba con đến đây rất tuyệt vời. Và chúng tôi xin được trước hết là rất là cảm ơn bạn. À, xin mời đây. À, xin được chúc mừng bạn Trần Huỳnh và chúc mừng bé nhá. Đây. Đây, ngày hôm nay là chúng tôi xin được trao giải cho bạn. Và đây này, coi được bé cầm cái biển to này giúp chú này. Đây, xin được mời ba cầm giúp tiền mặt đây nhá. Nhà sách nói thật làm thật, và đây là giải để mời thẳng người đã giải đến. À, xin cảm ơn. Và tôi rất mong muốn là được nghe cái chia sẻ của bạn, cái quá trình bạn tham gia cái hành trình ạ. Vâng. Đây là lời đầu tiên thì cho em xin được cảm ơn nhà sách Trí Tuệ đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho tất cả các bố mẹ, các bậc phụ huynh tại Lai Châu. Trong một quá trình là trong vòng 10 ngày, em không nghĩ là mình được giải nhất đâu, vì thực ra là ban đầu cũng chỉ là tham gia cho vui thôi. Dạ. Nhưng mà khi mà nhận thấy được cái sự ủng hộ cũng như là thấy cái tinh thần của mọi người hăng say, là mình cũng ok ạ. Dạ. Nên là mình cũng phải dốc hết lòng hết lực. Tuyệt vời. Cũng mất thời gian đi hô hào rồi là đi kêu gọi, rồi là có thể nói to lên một chút, tôi để tôi mong muốn là các bạn rồi là cũng phải nhờ bạn bè các thứ, rồi là phải điện thoại cho người thân ở nhà để huy động lực lượng gọi là chiến đấu. Đúng rồi, dùng từ chiến đấu hay quá nhỉ. Em nói thật với anh là trong cái quá trình gọi là em lên livestream rất là nhiều, nhưng mà thực sự hôm nay rất là run khi mà đây là lần đầu tiên em được nhận giải. Có thể là trong quá trình thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc sẽ làm sao, nhưng thực ra mình nghĩ là khi mà mình đã có gia đình và đã gọi là đã có con của mình rồi thì các bạn sẽ hiểu những cảm giác như là chúng ta sẽ phải hết lòng vì con và hết lòng gọi đúng thật sự một từ là chiến đấu. Dạ vâng, hay quá, dùng từ chiến đấu. Và thực ra nó là một cái cuộc đua, tôi nghĩ là một cái cuộc đua. Chúng ta cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc, cách bạn tham gia một game hay một trò chơi thì chúng ta cách mà mình hòa mình trong cái cuộc chơi đấy, cách mình đắm chìm, cách mà mình tham gia với 100% năng lượng, và cách mình gì ạ, thể hiện cái nhiệt tình trong cái trò chơi cũng là cách sống ngoài đời của chúng ta. Em có thể thức đến 3-4 giờ sáng để trực chiến bằng việc là tin trực tiếp cho những người online đó. Hay quá. Hoặc là canh comment. Vâng, các bạn có thể để ý ở trong tất cả những cái trang ở trang page của nhà sách mình hay comment những cái đó. Vì thực ra là khi mà đã là một cuộc thi ấy, thì mình muốn có sự công bằng. Đúng rồi. Dạ. Thì nên là mọi cái sự rủi ro thì có thể không thể tránh, nhưng mà mình nghĩ là không biết nói gì hơn. Xin được cảm ơn nhà sách rất là nhiều. Hy vọng sắp tới nhà sách sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa tiếp theo, và cũng trên góc độ công việc thì hy vọng là bên fanpage vẻ đẹp du lịch Lai Châu sẽ có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhà sách để làm để có thể tạo ra những lan tỏa nhiều hơn chương trình mang tính chất cộng đồng nhiều hơn, để làm sao mà lan tỏa được những con người Lai Châu như là những cái chương trình tuyệt vời cho khách hàng. Như hiện tại trong mùa dịch thì em thấy bên anh có rất nhiều chương trình ưu đãi. Xin cảm ơn Trần Huỳnh, cảm ơn Trần Huỳnh rất nhiều. Thưa các bạn, chúng ta xin chào tất cả anh chị em nhé. Chào bạn em xem livestream. Xem livestream thì chia sẻ. Anh em comment giúp chúng tôi tên từ Trần Huỳnh đúng không ạ? Anh em nào chào anh em đang trên page vẻ đẹp du lịch Lai Châu ạ. Xin chào anh em đang trên page của vẻ đẹp du lịch Lai Châu. Anh em đang xem live thì có thể chia sẻ là người chia sẻ giúp mình nha. Comment họ tên giúp là Trần Huỳnh ạ. Chúc mừng bạn Trần Huỳnh, và tôi bạn ấy nói cảm ơn nhà sách, nhưng mà thực ra ở đây nhà sách phải cảm ơn những khách hàng như này, bởi vì chúng tôi tổ chức ra cuộc chơi thì rất mong muốn là có nhiều người chơi, và đặc biệt là những người chơi nhiệt tình và chơi một cách rất là nghiêm túc, cũng như là gì đắm chìm rồi là 100% năng lượng cái cuộc thi như này, thì phải rất là biết ơn các bạn. Dạ. Một lần nữa rất biết ơn các bạn, và chúng tôi mong muốn là cũng được lắng nghe nhiều hơn những cái chia sẻ của các bạn, cái đóng góp của các bạn để cái sản phẩm dịch vụ khách hàng của nhà sách ngày một tốt hơn, để có thể đem lại những giá trị nhiều nhất cho các khách hàng, và chắc đặc biệt là cho các bé. Vâng, xin cảm ơn Trần Huỳnh rất nhiều nhá. Xin cảm ơn, chúc mừng bạn. Ok. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình. Vâng, có bạn là Linh Hà Cúc Thành đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tôi xin mời, vì nãy là giải nhì có công bố rồi, nhưng mà nếu tên bạn sẽ đến thì chúng ta quay trở lại trao giải nhì ạ. Vâng, cứ ai đến, có người đến là trao đấy ạ. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ, đây là vâng, Linh Hà Quốc Thành ạ. Vâng, chúng tôi xin được trao giải nhì cho con. Dạ, hay quá. Đấy, chào bé nhá. Dạ vâng, xin cái đây là 3,5 triệu, nó bao gồm 1 triệu tiền mặt đâu ạ. Xin mời vào đây, chúng tôi sẽ trao giải luôn cho bạn nhá.
Con xin được trao giải cho bé. Cảm ơn con. Dạ vâng. Xin cảm ơn các bạn, có thể chia sẻ một chút cái hành trình, cái cảm xúc của ngày hôm nay của bạn đâu ạ? Dạ cháu chào, biết nói gì ạ? Chúng con là cảm ơn nhà sách Trí Tuệ đã tổ chức cuộc thi này cho các con. Đây là mình tinh thần vui chơi với mẹ để mình ấy thôi, còn các ấy thì mẹ cháu phải tất cả là cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ cháu. Dạ. Rồi, nhà sách và có lẽ bé hơi nhiều một chút. Cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn bé rất là nhiều. Rất mong nhà sách có tiếp tục ngày một phát triển và phục vụ tốt hơn cho các con. Và xin được ngay khi mà mở cửa trở lại sẽ được đón mẹ và con đến chơi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn nhé. Chúng ta thấy không ạ? Nhà sách nói thật làm thật và hôm nay đã có những khách hàng đến đã nhận giải nên là chúng ta thấy là gì ạ? Hôm nay chúng ta tất cả những cái thắc mắc thì có thể comment lại, vì chúng tôi có những chuyên gia để có thể giải đáp cho các bạn. Các bạn ạ, các bạn lưu ý là gì ạ? Chúng ta thấy là gì ạ? Ở đây có một số những cái việc như thế này để tôi giải thích thêm để có lẽ các bạn sẽ rõ hơn. Là một số người ấy, tức là theo cái tinh thần là gì ạ, thấy cái nick khác đang chơi rất là thật, có thể dùng công cụ hoặc là vào cố tình là gì ạ, là hack cho cái người đó. Nhưng tôi biết, và tôi biết là thực sự là những người đó đã cố nỗ lực như nào, như bạn truyền hình thì xứng đáng đạt giải nhất, và chúng tôi tự tin tuyên bố cái giải này nên không có vấn đề gì cả. Tất cả các bạn quan tâm thì có thể là comment với chúng tôi hoàn toàn có thể giải đáp cho các bạn. Về mặt kỹ thuật nữa, chúng tôi để có một đội ngũ kỹ thuật rất là cứng để có thể làm được việc này với các bạn, giải thích các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình live stream ngày hôm nay, và sắp tới thì chúng tôi thường xuyên tổ chức những chương trình như này, rất mong là chúng ta sẽ có cái tham gia nhiệt tình hơn, và chúng tôi mong muốn có tạo ra những game mới tuyệt vời hơn nữa, những cái giá trị tuyệt vời hơn nữa để có thể trao cho khách hàng của mình. Và đâu đó ở đây, nếu nhà sách có trong quá trình tổ chức, cái khâu tổ chức có một cái phần nào đó chưa thực sự được tốt, thì chúng tôi rất mong muốn là gì ạ, nhận được cái sự gọi là cái cởi mở của quý vị các bạn, lượng giá cho chúng tôi, để chúng tôi đây cũng là một cái, hoặc là có cái đóng góp chân thành của chúng tôi, để chúng tôi được biết lắng nghe những ý kiến thật nhất và những cái đóng góp chân thành nhất, để thông qua đó chúng tôi cải thiện cái sản phẩm dịch vụ của mình, cũng như là cái cách tổ chức của chúng ta tôi được tốt hơn. Một lần nữa rất là biết ơn tất cả các bạn, xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng. Rồi, thưa các bạn, đến thời điểm này ạ, chúng tôi xin được công bố cái đây, chúng tôi có ngay đây phần mềm, chúng ta thấy có ngay phần mềm nói về live share. Đây là share trên page nhà sách đúng không ạ? Vâng, tôi xin được chia sẻ như sau, xin được công bố cái giải gì ạ? Giải gì ạ? Chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay. Có số lượng chia sẻ hiện nay chúng tôi thấy là có tổng 303 lượt chia sẻ cho cái live stream ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện nay là có 303 lượt chia sẻ. Và xin được chúc mừng đâu, người này là live. Nhưng còn hai người tiếp theo ạ. 2318 đúng không? Xin cảm ơn bạn Mai Phương. Chúc mừng bạn Mai Phương là người có lượt chia sẻ nhiều nhất, với số lượt chia sẻ là 176 lượt chia sẻ, và trên các chủ yếu trên trang cá nhân. Và xin cảm ơn bạn Tuyết với 23 lượt chia sẻ. Xin cảm ơn bạn Mít Đồng Đảnh là 18 lượt chia sẻ. Vâng, chúc mừng Mít Đồng Đảnh, nhưng ngày hôm nay Mít Đồng Đảnh tuyệt vời quá. Bạn Mít Đồng Đảnh hôm nay rất là tuyệt vời. Bạn có hai giải đấy ạ. Bạn trúng hai giải, trúng cái giải gì ạ? Trúng cái giải game mini và trúng cả cái giải xe nhiều nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn những livestream tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa biết ơn các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo. Nhà sách xin chào.